Sau nghi thức khai mạc, vì muốn cho các bạn trẻ có thể hiểu, đặt câu hỏi, nên phần trình bày của hai giáo sư và đặt câu hỏi được sử dụng hai ngôn ngữ Anh và Việt ngữ. Nghe lưỡi ghi nhận một vài ý kiến như sau. Chúng tôi rất lấy làm cảm động ngày hôm nay được sự đón tiếp rất là nhiệt thành của mọi người. Và chúng tôi đây là lần chuyến đi thứ bảy của chúng tôi. Và chúng tôi đã đến Nam Cali, Boston, Virginia, Oklahoma City, Houston và Dallas. Và đây là chuyến đi thứ bảy cuối cùng của chúng tôi trong cái lần này để chúng tôi giới thiệu cuốn sách. Thì và thảo luận thì ở đâu chúng tôi cũng gặp cái sự tiếp đón rất là nhiệt tình và làm cho chúng tôi rất là cảm động. Thì đầu tiên xin cảm ơn tất cả quý vị. Thì hồi nãy thì chị Triệu Giang có giới thiệu là tôi 10 tuổi lúc mà chiến tranh kết thúc năm 75. Thì tôi chỉ có 10 năm sống ở dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Lúc đó thì còn rất nhỏ, phải không? Chỉ nhớ sơ sơ thôi. Nhưng mà những ngày cuối cùng thì nhớ rất là rõ. Tại vì là mình phải trốn ở dưới cái hầm sau nhà đó. Tại vì nhà gần sân bay Tân Sơn Nhất, phi trường Tân Sơn Nhất, phải không? Rồi trốn ở đó một hai hôm gì đó. Xong rồi ra ngoài thì là thì thấy xe tăng của Cộng sản chạy từ hướng Bảy Hiền vào. Thì lúc đó vẫn nhớ cái đó. Xong rồi sau đó thì là gia đình phải trước nhà thì có sơn cái cờ Việt Nam Cộng Hòa đó, thì phải sơn nó đi, trang đi, phải không ạ? Xong rồi lấy một cái thùng phi ra trước nhà, xong rồi ném hết hình ảnh tài liệu gì đó, đốt ngay trước nhà. Xong rồi hai tuần sau đó thì là ông bố phải đi trình diện cải tạo. Thì là gặp lại ông là 7 năm sau, lúc là 17 tuổi. Tại vì là ông ở miền Bắc rồi đi thăm rất là tốn kém, như là nếu quý vị có kinh nghiệm đó thì là mất một tháng trời để có thể đi từ Sài Gòn ra đến Yên Bái, không ạ? Đi bằng các loại phương tiện và rất là cực khổ và tốn kém. Nhưng mà rồi cuối cùng thì là sau 15 năm dưới chế độ Cộng sản thì là cũng đến được Hoa Kỳ và có cái mong muốn là tìm hiểu về những cái vấn đề chính trị, cho nên mới học và đi học ngành chính trị để mà tìm hiểu, để trả lời những câu hỏi về chính trị. Thì sau 20 năm, gần 20 năm giảng dạy và nghiên cứu ở các đại học Hoa Kỳ thì chúng tôi cảm thấy rất là trăn trở, tại vì là rất là thường xuyên những cái nhận thức rất là sai lầm và lệch lạc, sự thiếu hiểu biết về lịch sử Việt Nam, về Việt Nam Cộng Hòa, về người Mỹ gốc Việt mà hồi nãy chị Triều Giang có nói, không ạ? Ví dụ như là xã hội Việt Nam toàn là ý điếm, hay là quân đội Việt Nam Cộng Hòa hèn nhát, tức là những cái stereotype đó, nó rất là phổ biến trong các sách vở của Mỹ, phim ảnh của Mỹ, vân vân. Đó là chúng tôi rất là trăn trở, nhưng mà không thể làm gì được, tại vì là nó là một cái việc mà lâu dài của chính tôi. Thì khi mà còn đi học ở Việt Nam mới 12 tuổi chẳng hạn, thì là đã bị nhiễm tuyên truyền rất là nặng, đúng không ạ? Bị Cộng sản nó tuyên truyền rất là nặng, nên là vẫn còn nhớ là buổi ăn tối mà về nhà thì là cãi nhau với mẹ, thì mẹ bảo là mấy cái điều mà thầy cô giáo nói ở trường toàn là nói láo. Nhưng mà 12, 13 tuổi thì đâu biết đâu, nên là vẫn là tin bảo đâu, cô giáo nói sao sai thì mẹ nói sai thì đó. Nhưng mà 12, 13 tuổi thì vậy, rất là khó chính mình cũng phải vượt qua được những cái đó. Thì là dần dần thì chúng tôi mới cảm thấy là mình phải có cái trách nhiệm để làm cái gì đó. Và rất may là chúng tôi đã có được những cái bạn trẻ, như là quý vị thấy ở đây là hai bạn trong số rất nhiều bạn đã giúp tôi. Thì các bạn này là người trẻ, họ biết tiếng Việt, họ nghiên cứu về Việt Nam, về cộng đồng người Việt, và họ có những cái suy nghĩ hiểu rất là sâu về cộng đồng chúng ta, về lịch sử chúng ta, chứ không phải là hiểu hời hợt như kiểu mọi người Mỹ. Thành ra là tôi rất may mắn được cái đó, và cũng là nhờ cái sự giúp đỡ của một số mạnh thường quân mà có thể thành lập được cái trung tâm nghiên cứu Việt Mỹ. Mà tôi chỉ nói sơ qua cho quý vị biết là cái trung tâm này nó thành lập từ giữa năm 2016 đến 2019. Thì chúng tôi đã tổ chức đây là những cái học giả trẻ mà làm việc với trung tâm của chúng tôi. Thì quý vị thấy là có chị Duyên Bùi, tiến sĩ Duyên Bùi, và
Alex Thái bỏ ở đó, rồi còn nói hai vị nữa thì là đều đang dạy hoặc là làm việc ở trong cái môi trường của Mỹ. Chúng tôi có hai cái trang web đăng những cái bài nghiên cứu ngắn về Việt Nam, về Việt Nam Cộng Hòa, vân vân. Chúng tôi có quỹ để nghiên cứu về di sản của Việt Nam Cộng Hòa, thì cũng được nhiều mạnh thường quân đóng góp để chúng tôi tổ chức cái buổi thảo như cái buổi này là ở Đại học Berkeley năm 2016. Thì quý vị có thể nhận ra là ông tổng trưởng Đức Cường ở đấy, và ông kia ở giữa thì là một vị vừa mới mất gần đây là tổng trưởng kinh tế Phạm Kim Ngọc. Thì lúc đó là ông, quý vị thấy là ông Phạm Kim Ngọc đang đối đáp với một học giả trẻ người Mỹ chất vấn ông ấy về tham nhũng ở Việt Nam Cộng Hòa. Thì ông tổng trưởng Phạm Kim Ngọc là một người đóng vai trò rất lớn, rất quan trọng ở Việt Nam Cộng Hòa vào những năm từ 68 đến 74 thôi mà. Vì ông là tổng trưởng kinh tế trong cái thời mà Mỹ rút quân rất là khó khăn của Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà họ đã có thể họ làm cho cái ngân sách được ổn định, không bị đổ vỡ, làm một cái thành công rất là quan trọng. Và trong cái quyển sách mà chúng tôi ra đó thì là có ông Phạm Kim Ngọc lần đầu tiên mới nói về những cái công việc ông đã làm trong cái thời gian đó. Và nếu quý vị có thể mà tìm đọc đó thì rất là có giá trị. Thì đó là phim Phạm Kim Ngọc, ông đang đối đáp lại, và đây là lần đầu tiên mà ông ấy xuất hiện ở công chức công chúng từ năm 75 sau năm 75, là ông có cái diễn đàn để ông có thể nói về những việc ông làm mà để trả lời những cái cáo buộc về tham nhũng của Việt Nam Cộng Hòa. Đây là bà Kiều Trinh, quý vị thấy nhà văn, nhà ca, diễn viên Kiều Trinh, ông Bùi Quyền và bà Vũ Thanh Thủy là phóng viên chiến trường của Việt Nam Cộng Hòa. Đây là cái hội thảo ở Oregon năm 2019 mà hồi nãy ông Nguyễn Đức Cường có nói. Thì chúng tôi tập hợp được gần 70 nhà nghiên cứu, và trong đây là có rất khá nhiều, khoảng 5 hay 6 vị là đến từ Việt Nam. Tức là những cái đề tài Việt Nam Cộng Hòa bây giờ là ở Việt Nam, mặc dù là nó vẫn còn là chính quyền họ vẫn còn cấm đoán, nhưng mà đã có những học giả trẻ họ muốn nghiên cứu về Việt Nam Cộng Hòa và những cái văn giá trị của Việt Nam Cộng Hòa, từ văn hóa, nghệ thuật cho đến kinh tế, chính trị, giáo dục vân vân, là đều được cái giới trẻ Việt Nam mà có cái suy nghĩ về tương lai của nước nhà đó, họ rất là mong muốn để tìm hiểu. Thành ra là họ tham gia vào cái hội thảo của chúng tôi, chúng tôi mời họ đến từ Việt Nam để giúp họ cái cơ hội để trình bày. Và quý vị thấy là trong quyển sách đó là có cái quyển mà Building a Republican Nation in Vietnam, thì có hai chương của ba học giả đến từ Việt Nam mà viết về Việt Nam Cộng Hòa. Thành ra là về sau này chúng tôi vẫn nói với các khán giả khác ở các nơi khác là chúng ta nên mở rộng và đừng có đóng cửa cộng đồng, đừng nên có cái thái độ nghi ngại hay là dè dặt quá đối với lại những người trẻ đến từ Việt Nam, tại vì là họ mang đến cho chúng ta cái nguồn năng lượng mới. Nhiều người trong số họ rất là có cái tư tưởng rất là mới, và họ rất là mong ước là những cái giá trị cũ của Việt Nam Cộng Hòa được đem trở lại Việt Nam, trong đó có giá trị về tự do tư tưởng, về dân chủ, về nhân quyền vân vân. Và chúng tôi sẽ nói thêm một chút về cái chủ đề này khi mà chúng tôi nói đến quyển sách thứ nhất. Đó là cái hội thảo của chúng tôi năm 2019. Ở trên đầu là hai quyển sách mà từ cái hội thảo năm 2016, một quyển tiếng Anh, một quyển tiếng Việt. Ở dưới là cái quyển mà hôm nay chúng tôi giới thiệu, và quyển này cũng là hôm nay là giới thiệu chúng tôi, và quyển này là đã ra rồi, nhưng mà quyển này chỉ về kinh tế và chính trị của Việt Nam trong vòng trong mấy năm vừa qua, và đã rất hân hạnh là được cộng đồng tiếp đón và hưởng ứng rất là nhiều, và cả Việt Nam nữa. Đó là cái về cái trung tâm của chúng tôi, và mong là sẽ được cái sự hỗ trợ của những cái của cộng đồng để chúng tôi có thể làm được nhiều việc hơn nữa. Còn về quyển sách, hai quyển sách hôm nay đó, thì cái quyển đầu tiên đó là về cái lý do mà chúng tôi làm quyển đầu tiên đó là tại vì là các học giả Mỹ, như quý vị xem, hay là công chúng Mỹ, như quý vị xem cái phim Vietnam War của Ken Burns, thì họ đồng nhất dân tộc Việt Nam với Cộng sản, họ đồng nhất dân tộc Việt Nam với Hồ Chí Minh. Thành ra khi quý vị xem phim đó thì chỉ thấy cái hình Hồ Chí Minh thôi, chứ không có thấy những người khác. Nhưng mà thật ra
Thành ra là cái đó là cái rất là sai lầm. Một cái sai lầm thứ hai nữa là họ coi Việt Nam Cộng Hòa là sản phẩm của đế quốc Mỹ. Đây là hoàn toàn là ảnh hưởng của tuyên truyền cộng sản, không ạ? Họ coi Việt Nam Cộng Hòa là cái thể chế giả tạo do Mỹ dựng lên và Mỹ tài chi tiền để mà nó có thể chống lại cộng sản ở Đông Nam Á. Thành ra là chúng tôi, quyển sách của chúng tôi phản bác lại cái luận điểm đó. Chúng tôi nói rằng thực ra Việt Nam Cộng Hòa không phải là sản phẩm của Mỹ. Việt Nam Cộng Hòa được xây dựng trên cái nền tảng tư tưởng Cộng Hòa. Cái tư tưởng Cộng Hòa là gì? Tư tưởng Cộng Hòa là những cái giá trị coi trọng dân quyền, coi trọng dân chủ, coi trọng sự cai trị của luật pháp, tiếng Anh là rule of law, sự tách biệt giữa nhà nước và tôn giáo, v.v. Tức là nó có cả một cái chủ nghĩa mà nó phát triển từ cái thời mà, tức là cái tư tưởng chính đó, thì nó đã có từ cái thời cổ Hy Lạp, nhưng mà đến thời cách mạng Pháp thì nó mới phát triển lên được rất nhiều. Và Việt Nam Cộng Hòa, tức là cái tư tưởng Cộng Hòa của Việt Nam là được bắt đầu từ dưới cái thời từ thuộc địa, từ đầu những năm từ đầu thế kỷ 20, và được các nhà cách mạng Việt Nam dân tộc chủ nghĩa, Cộng Hòa chủ nghĩa như là Phan Châu Trinh, như là Phạm Quỳnh, như là Trần Trọng Kim, như là Việt Nam Quốc Dân Đảng của Nguyễn Thái Học, như là Tự Lực Văn Đoàn, vân vân, họ qua sách báo của Tàu, của Nhật và của Pháp, họ đã tiếp thu được cái tinh thần Cộng Hòa và họ tìm cách để mà xây dựng cái tư tưởng Cộng Hòa và cái văn hóa Cộng Hòa cho người Việt Nam, để mà chuẩn bị cho Việt Nam độc lập trong cái quá trình họ tranh giành độc lập. Và họ là cái số đông trong cái phong trào trí thức để đấu tranh cho độc lập dân tộc, chứ không phải những người cộng sản. Những người cộng sản đến sau họ hàng thập kỷ, và họ, những người cộng sản là cái thiểu số mà cực đoan nhất, kêu gọi bạo lực, nhìn có xu hướng bạo lực nhiều nhất. Nhưng mà rất không may là cái những người cộng sản là giành được chính quyền, sau đó họ tiêu diệt hết những người theo những cái chủ thuyết khác, và cuối cùng là họ độc tôn, và thế giới coi họ như là đồng nhất họ với lại dân tộc Việt Nam. Và cái tuyên truyền của họ cũng là xây dựng nên cái hình ảnh họ là đại diện cho duy nhất và chính đáng nhất cho dân tộc Việt Nam, còn tất cả những người khác thì đều là giả tạo, đều là ngụy, phải không ạ? Như là họ gọi Việt Nam Cộng Hòa, thì Việt Nam Cộng Hòa chính là thừa kế những cái tư tưởng, những cái tinh thần đó và xây dựng nên. Thành ra là cái quyển sách của chúng tôi đó là xem xét cái thời kỳ từ 1920 cho đến 1963, là khi mà cái tinh thần Cộng Hòa nó bắt đầu nó phát triển mạnh vào thập niên 20 ở Việt Nam, và sau đó là được đệ nhất Cộng Hòa thừa kế. Thì là hy vọng chúng tôi sẽ có thể đánh đổ được cái quan điểm sai lầm là Việt Nam Cộng Hòa là sản phẩm của đế quốc Mỹ. Rõ ràng chúng ta cái tư tưởng Cộng Hòa nó là xây dựng trên cái lịch sử Việt Nam cả chục năm, nhiều chục năm trước khi mà Mỹ can thiệp vào Việt Nam, phải không ạ? Và cái thứ nhất, cái thứ hai là dân tộc Việt Nam không thể nào được đồng nhất với cộng sản, tại vì là cộng sản rõ ràng chỉ là một cái nhóm nhỏ vào thập niên 30 mà thôi, trong khi những cái tất cả những phong trào khác đông lớn hơn nhiều và có được sự dân chúng ủng hộ hơn nhiều thì lại là theo cái tinh thần Cộng Hòa chứ không phải là cộng sản. Thành ra là mong rằng là chúng tôi sẽ thay đổi được cái nhận xét, nhận cái hiểu biết sai lầm đó của học giả Mỹ và công chúng Mỹ. Cảm ơn quý vị. Để có được cái cộng đồng mà người Việt chúng ta hôm nay gọi là San Jose ở đây, hay là Los, hay là có được một cái sự kiện hôm nay, nó không phải dễ. Hồi nãy những cái quý vị nào đến sớm đó, thì cái chương trình chúng tôi là đáng lẽ hôm nay là bắt đầu ở lúc 1 giờ, đúng hay không? Nhưng mà đến 2 tới 1 giờ rưỡi hơn thì chúng ta mới có thể bắt đầu. Nhưng đối với một cái người giống như Thái đó, thì hồi nãy nếu mà quý vị có để ý thì thấy chụp những cái hình mà trong cái lúc đó các cô chú, các bà con đang cố gắng để sửa soạn cho có cái buổi hôm nay. Đó là những cái nỗ lực xây dựng cộng đồng. Những cái nỗ lực đó nó không hề là dễ, không bao giờ dễ hết. Nó là những cái sự cố gắng lật đổ, những cái sự cố gắng qua những cái sự khó khăn để chúng ta có được một cái cộng đồng hôm nay tự hào là cộng đồng người Mỹ ở gốc Việt. Thì đó là những cái yếu tố về lịch sử, về xã hội, mà văn hóa hầu như nhiều người họ không nhìn tới và ít có để ý tới. Vì sao? Vì khi họ nhìn về lịch sử, thường họ hay nhìn nó giống như một cái bức tranh hai màu, trắng và đen, bức tranh của thành công và thất bại,
để giải thích tại sao dịch sử xảy ra. Vâng, để nói về cuốn sách thứ nhì, tức là cuốn sách mà giáo sư Tường Vũ có nói đó, tức là Tour, A Framework for Vietnamese American Study, History, Community, Memory, tức là hướng tới xây dựng một ngành học người Mỹ gốc Việt, lịch sử, cộng đồng và ký ức. Thì chúng tôi muốn nói sơ về lý do tại sao anh em chúng tôi đến với nhau để cùng với 14 vị tác giả khác, cộng tác viên khác để viết ra cái tập sách này. Thưa quý vị, nó xuất phát từ những cái điều này. Dù là cuộc chiến Việt Nam nó đã chấm dứt gần 50 năm vừa rồi, và dù là người Việt đã định cư ở Hoa Kỳ cũng đã 48 năm rồi, nhưng trên thực tế thì cái lịch sử Việt Nam, lịch sử cuộc chiến Việt Nam và lịch sử của chính quý vị, tức là lịch sử của người Việt ở Hoa Kỳ, thì nó vẫn còn thiếu sót, vì nó xuất phát và nó vẫn được dạy theo một cái cách rất là thiên lệch, giống như giáo sư Tường Vũ đã nói. Thì cái sự thiên lệch này nó tạo ra một cái bức tranh đen trắng mà dễ hiểu, dễ giải thích, nhưng nó không có nói hết tất cả về lịch sử, văn hóa và di sản tại sao quý vị có cái sự hiện diện hôm nay ở trên đất nước này, và tại sao con em của quý vị sẽ tồn tại sau khi quý vị không còn nữa, sẽ tiếp nối cho những cái thế hệ tương lai. Xin thưa, đối với quý vị thì quý vị sẽ đặt cái câu hỏi là vẫn làm sao như vậy? Tại sao ở một cái nước tự do như Hoa Kỳ mà chúng ta bỏ nước ra đi để định cư mà lại họ có những cái sự thiên lệch như vậy? Họ là đồng minh của chúng ta mà tại sao lại có những cái lời dạy dỗ nó thiên lệch như vậy? Xin thưa, đó là những cái điều khó tin, khó chấp nhận, nhưng quý vị nên hiểu là nó là sự thật. Nó là sự thật. Thay điển hình cho quý vị thấy một điều. Xin trích đoạn một cái đoạn ngắn từ một cái vị tác giả khá nổi tiếng, người Mỹ gốc Việt sang đây định cư khi 4-5 tuổi, bây giờ là một giảng viên rất là nổi tiếng, một nhà văn rất là nổi tiếng. Khi ông nhận định về quý vị, về những cái hành động của quý vị khi quý vị kỷ niệm 30 tháng 4, hay khi quý vị đứng trên này hát bài quốc ca của Việt Nam Cộng Hòa để tưởng nhớ tới một cái đất nước không còn nữa, khi quý vị đứng ra tổ chức những cái buổi như vậy, lập lên những cái kỳ đài hay những cái tưởng niệm tới những cái vị tướng đã hy sinh trong cuộc chiến Việt Nam, mà hầu như trong sách sử thì sách sử Hoa Kỳ ít nhất không nhắc tới, đương nhiên sách sử ở Việt Nam đã không nhắc tới. Và nếu không có cái sự hiện diện của quý vị, không có cái sự nỗ lực của quý vị, thì những cái người này bị xóa cái sổ ra khỏi lịch sử và không ai biết đến. Điển hình như tướng Nguyễn Khoa Nam, quý vị có thể lật ra trang sử Mỹ đều không thấy tên của ông. Cái điều đó là sự thật. Thì Thái xin bắt đầu với cái trích đoạn này, thì quý vị nghe để nghĩ cùng với Thái. Tôi đã tham dự nhiều cuộc tưởng niệm tháng tư đêm tại đài tưởng niệm chiến tranh Việt Nam ở Little Sài Gòn, quận Cam. Và đó luôn là buổi trình diễn thời trang của nam, nữ, mặc nhiều loại quân phục và phủ cờ. Tôi từ chối dùng danh từ tháng tư đen không mặc hoặc khép, vì nó là một phần của chủ nghĩa độc, chủ nghĩa dân tộc độc đoán, khoác lên mình một nỗi nhớ da diết cũng phụ thuộc vào sự phân biệt chủng tộc. Người Việt Nam, tức là quý vị đó, sẽ không bao giờ nghĩ đến việc gọi ngày 30 tháng 4 là tháng tư trắng, mặc dù màu trắng là màu của tang tóc, bởi nó vượt quá khả năng của họ, quá khả năng của quý vị để gọi nó là tháng tư trắng, thưa quý vị. Hoặc nếu không thì họ quá sợ xúc phạm người da trắng. Tôi không chắc điều đó, hoặc có thể là cả hai. Đó là cái lời viết, cái sự nhận định vào năm 2020. Năm nay 2023, vào dịp 30 tháng 4, thì vị tác giả này viết thêm là ngày 30 tháng 4, Sài Gòn thất thủ, ngày giải phóng, tháng tư đêm. Thời gian đã trôi qua và có những thế hệ mới. Tôi có hy vọng, không phải là tương lai sẽ hoàn hảo hơn, mà là tương lai sẽ khác đối với những thế hệ mới này. Họ có thể đưa ra
lựa chọn của riêng mình. Đúng vậy, chúng ta cũng mong muốn cho con chúng ta đưa ra những cái lựa chọn của chúng ta, đúng không quý vị? Nhưng mà thay vì lặp lại những oán giận và mong mỏi của cha mẹ, vì tác giả này nhìn những hành động của quý vị, nhìn những cái ước vọng của quý vị chỉ đơn giản theo cái sự oán giận của quý vị đối với nhà cầm quyền Việt Nam thôi, thì chúng tôi xin kết với cái bài đó để nói với quý vị là cái cách người, tại sao một cái tác giả người Mỹ gốc Việt đến đây khi 5-6 tuổi, giống như Thái khi đến đây Hoa Kỳ ở lứa tuổi 7 tuổi, khi một giáo sư giống như là tiến sĩ Duy Mùi sinh ra ở Hoa Kỳ, thì lại có những cái suy nghĩ như vậy. Thì tại vì trong sách sử người Mỹ dạy chúng tôi phần lớn là như vậy. Chúng tôi hầu như không có cái lịch sử rõ ràng. Thì cũng chính vì vậy mà chúng tôi đến với nhau để lập ra cái quyển sách này. Cái quyển sách này nó không có mục đích là nói lên hết tất cả lịch sử Việt Nam hay lịch sử của cộng đồng người Mỹ gốc Việt, nhưng nó đưa vào với 14 chương, trong đó với 14 tác giả, thì nó đưa vào trong cái tâm này của người Mỹ và con em của chúng ta tương lai, những cái khía cạnh mà hầu như trong lịch sử ít ai nhắc đến. Thì thưa quý vị, những cái khía cạnh gì? Cái quyển sách này đó thì chúng tôi chia nó ra thành 3 phần với 14 chương. Một điều mà Thái muốn nói trước khi Thái nói về 3 phần này đó, thì một điều mà quý vị cũng vui mừng cùng Thái và các anh em ở trên này và tương lai của chúng ta, thì quý vị có thể nhìn vào trong cái hình này 14 người tác giả này đó, thì trong 14 người tác giả này là 12 người là người gốc Việt. Và trong 12 người gốc Việt này đó có tiến sĩ Duyên Bùi, thì 11 người là những cái bạn sinh ra hoặc lớn lên ở Hoa Kỳ. Họ là những người sinh ra hoặc lớn lên ở Hoa Kỳ đã cố mình trao dồi tiếng Việt, trao dồi kiến thức lịch sử, văn hóa, để rồi viết lại những cái trang sử, viết lại những cái trang sử về những cái nỗ lực của những cái người mẹ khi làm nhà hàng, những cái nỗ lực của những quý vị khi xây dựng một cái cộng đồng, những cái sự cố gắng của quý vị vì sao mà quý vị xây dựng lên những cái tượng đài để tưởng niệm những cái người đã mất, đã không còn nữa.